Kính bạch sư, xin sư cho con gửi câu hỏi về vấn đề làm phước. Dạ, việc mình làm phước một mình và cố gắng rủ thêm người thân và bạn bè làm phước chung, họ không hoan hỷ cho lắm, chỉ muốn bỏ tiền ra để cho xong chuyện, cho con đừng rủ nữa, họ nhức đầu. Thì cái nào có phước hơn? Con cảm ơn nhiều. Thì nó sẽ cho một loại quả báo là như thế này. Thứ nhất, mình làm phước mà mình làm phước một mình á, thì cái này theo Tăng Chi ha, mình làm phước một mình thì sau này mình giàu sang mà mình không có quyến thuộc. Còn mình làm phước mà mình rủ người khác thì đời sau mình giàu sang và mình cũng có đông quyến thuộc. Cho nên cái chuyện mà quý vị rủ người khác á, thì nó sẽ thêm được cái phước đó. Còn không, mai mốt mình giàu một mình. Nhưng mà do cái người mà quý vị rủ họ không có vui, thì khi đó họ sẽ có một cái loại quả báo như thế này. Đó là đời sau họ giàu mà họ không có phước hưởng sự giàu đó. Nghĩa là đời sau á, quý vị sẽ mình giàu nha, mình cũng có bà con, nhưng mà mình có những người bà con lạ lắm, tức là họ giàu mà họ hà tiện. Quý vị để ý coi thời nay có không? Mình có những người bà con họ giàu mà họ hà tiện, ăn không dám ăn, xài không dám xài, giống như người ta gọi là chết là ma giữ của, không có dám xài. Thì mình sẽ có những người bà con như vậy. Thì quý vị xem coi là bây giờ cái nào nó tốt hơn. Tức là bây giờ mình không rủ thì mai mốt thì quyến thuộc mình, một là mình không có, hai là mình có mà họ nghèo. Giữa cái sự kiện họ nghèo và cái sự kiện họ giàu mà họ không có xài, thì quý vị thấy cái nào nó tốt hơn thì quý vị chọn cái đó ha. Qua câu hỏi tiếp theo.